Báo chí Trung Quốc khẳng định đội tuyển Việt Nam ăn đứt đội nhà, lo sợ đẩy xuống hạng 3. Kể từ khi đội tuyển Trung Quốc thất bại trước Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup, báo chí châu Á và nhất là báo chí Trung Quốc đã theo dõi sát từng trận đấu ở cấp độ đội tuyển Việt Nam. Chứng kiến bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển trong thời gian vừa qua, người Trung Quốc vốn rất coi thường chúng ta thì giờ đây đã phải trầm trồ khen ngợi và nhiều lần đem ra so sánh với đội tuyển của họ. Vừa qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi mà đánh bại Ấn Độ để thuyết phục trong trận chung kết giải Giao hữu quốc tế Tam Hùng, và báo chí Trung Quốc đã phải thừa nhận rằng nền bóng đá của họ đang yếu thế hơn so với chúng ta và bày tỏ sự ái ngại sâu sắc cho vị thế của bóng đá Trung Quốc trước Asian Cup 2023 khi Việt Nam tiếp tục tiến lên. Cụ thể, tờ báo này viết, sau khi thất bại trước Trung Quốc ở một trận lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup, đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ nhảy vọt khi mà chiến thắng đầy thuyết phục về lượt về, đồng thời kết thúc giải đấu bằng một sự trầm trồ của cả châu Á. Không chỉ thế, ở cả 3 trận đấu gần đây, họ giành được 3 chiến thắng liên tiếp khi mà ghi đến 9 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Và giờ đây, Việt Nam đã đá bại dễ dàng các đội bóng nằm trong hạt giống thứ 3 và thứ 4 châu Á. Họ đang mạnh mẽ hướng tới vòng chung kết World Cup 2026. Là một trong những trận giao hữu vào hồi năm 2010, Ấn Độ dễ dàng đánh bại Việt Nam với tỷ số là 3-1. 12 năm sau, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có màn phục thù thành công bằng trận thắng đậm đà 3-0. Ngoài ra, năm 2016, Việt Nam thường xuyên đánh bại Singapore, nhưng rất hiếm khi có thể ghi được đến 3 bàn trong một trận không gỡ. Xong bây giờ thì họ dễ dàng đánh bại đội bóng này với tỷ số là 4-0. Qua 2 trận giao hữu trên, rõ ràng đội tuyển Việt Nam thì họ đang bỏ xa các đội bóng Đông Nam Á và dần tiến lên vị trí đáng nể ở đấu trường của châu Á. Rõ ràng họ mạnh hơn đội tuyển Trung Quốc ở trận đấu lượt về vòng loại cuối cùng của Cúp 2022. Vừa qua đã chứng minh điều đó. Sau khi thất bại ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang cực kỳ tham vọng ở kỳ World Cup mới và nhiều khả năng họ sẽ xếp trên Trung Quốc ở đấu trường này. Đây là lần tụt hạng thứ 4 của đội tuyển Trung Quốc trong năm nay. Đội nhà xếp hạng 75 vào hồi tháng 2 và tụt xuống hạng 77 vào tháng 3 và hạng 78 vào tháng 6. Hạng 79 hiện tại thì cũng là mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua của đội tuyển Trung Quốc. Tờ báo này tiếp tục, việc tụt hạng liên tục sẽ ảnh hưởng tới việc phân loại hạt giống ở Asian Cup 2023. Hiện đội tuyển Trung Quốc đang xếp thứ 11 châu Á, ngay trên Jordan. Trong vòng 6 tháng tới, đội tuyển Trung Quốc dự kiến sẽ không có trận giao hữu nào. Bởi thế, nhiều khả năng sẽ rơi xuống nhóm hạt giống số 3. Khi đó, khó khăn sẽ chất chồng, làm tăng độ khó ở vòng loại Asian Cup 2023. Hơn thế nữa, đội tuyển Trung Quốc giờ đây không còn các ngoại binh để mà trông chờ nữa, chỉ có thể dựa vào thực lực của các cầu thủ thuần túy trong nước. Các câu lạc bộ Trung Quốc đang nợ đầm đìa, khiến cho tâm lý và phong độ của các cầu thủ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gặp Việt Nam trong thời điểm này, Trung Quốc thua chắc. Nếu bị loại ngay từ vòng bảng Asian Cup 2023, đây sẽ là một kỷ lục tồi tệ nhất của bóng đá Trung Quốc trong vòng 12 năm qua và sẽ là sự chấm hết cho đội tuyển Trung Quốc trên đấu trường châu lục, tờ Sina ái ngại cho bóng đá Trung Quốc. Trong khi đó, tờ Sohu sau khi mà chứng kiến đội tuyển Việt Nam đè bẹp Ấn Độ thì cũng khẳng định bóng đá Trung Quốc và Việt Nam đang đi hai hướng trái ngược. Trung Quốc cần học Việt Nam rất nhiều trong việc làm bóng. Tờ báo này một lần nữa tỏ ra ấn tượng với đà thắng và tiến bộ của Việt Nam. Hiện tại đội tuyển Việt Nam đứng thứ 97 trên bảng xếp hạng FIFA, còn đội tuyển Ấn Độ đứng 104. Khoảng cách của hai bên là không quá lớn, nhưng những gì diễn ra ở trên sân lại cho thấy một sự chênh lệch khá lớn về trình độ. Ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 10 2010, thật sự đội tuyển Việt Nam không thể so sánh với Ấn Độ. Còn lúc này, Việt Nam là đội bóng thành công, họ đã lọt vào vòng loại cuối cùng của Cúp 2022 của châu Á. Trong trận đấu, Việt Nam áp đảo hoàn toàn với 11 cú sút, 8 cú trúng đích và họ đã ghi được 3 bàn thắng. Rõ ràng thực lực giữa đôi bên rất chênh lệch, điều này là nhận xét không hề quá lời. Nhìn vào màn vui dập đội tuyển Ấn Độ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, Sohu cho rằng đây là một ví dụ nữa cho thấy bóng đá Việt Nam và Trung Quốc đang đi theo hai chiều trái ngược. Bởi cách đây 4 năm cũng trước Ấn Độ nhưng mà Trung Quốc chỉ giành được trận hòa 0-0. Bạn biết đấy, đội tuyển của chúng ta từng có trận giao hữu với Ấn Độ cách đây 4 năm nhưng mà chúng ta chỉ có hòa 0-0. Khi đó, nó đã là một sự kiện giật gân. Nhưng ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam hạ Ấn Độ 3-0 thì nó chẳng gây bất ngờ nữa. Tất cả đã quá rõ sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Và trận thắng này càng cho thấy bóng đá Việt Nam rõ ràng đã vượt trội hơn đội tuyển của chúng ta. Tất nhiên không có nghĩa là Việt Nam có thể đánh bại đội tuyển Trung Quốc. Song, chúng ta phải thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam hiện tại quả thực đã được cải thiện và nâng lên rất nhiều. Việt Nam đã làm được điều mà đội tuyển Trung Quốc không làm được. Có thể thấy là đội tuyển nước láng giềng hiện nay đang đi đúng hướng hơn đội tuyển của chúng ta biết bao nhiêu lần, tờ báo này kết lại. Ngoài những nhận định của hai tờ báo kể trên thì có rất nhiều những góc nhìn được đánh giá khách quan về cả hai đội tuyển. Tuy nhiên, tất cả đều phải đồng ý rằng đội tuyển Việt Nam đang dần trở thành một thế lực đáng chú ý tại châu Á. Và nếu như Việt Nam giữ được đà phát triển này trong vài năm tới, Trung Quốc sẽ có thể nhường vị trí thứ 11 cho đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng bóng đá châu Á. Nghe thì có vẻ là hơi xa xôi nhưng thực tế là chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng. Việt Nam đang dần cải thiện công tác đào tạo trẻ và thành quả của chúng ta đó là những lứa cầu thủ có chất lượng chuyên môn khá ấn tượng. Trong giải Tam Hùng vừa qua thì thầy Park cũng đã trình làng hàng loạt những cái tên mới toanh cho đội tuyển và họ ngay lập tức đã tỏa sáng, mang về niềm tin lớn cho người hâm mộ. Trong khi chỉ có Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài trong trận đấu với Singapore, hai cầu thủ trẻ cũng đã có màn ra mắt ấn tượng. Lương Duy Cường, người được huấn luyện viên gốc Kiwi sử dụng vị trí tiền vệ trụ cột trong đội hình U23, tiếp tục được thầy Park xếp đá ở vị trí trong hiệp 2 để có thể thay thế cho đàn anh Tuấn Anh. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã thi đấu tròn vai và quyết đoán trong phòng ngự. Thành Nhân là một cái tên tạo ra những sự bất ngờ và thú vị. Và sau khi được vào sân thay thế cho Tuấn Tài ở hành lang trái, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã tỏa sáng một nguồn năng lượng sung mãn. Thành Nhân di chuyển liên tục và tích cực tham gia tấn công. Khuất Văn Khang, trụ cột U20 Việt Nam vừa giành vé tham dự U20 châu Á cũng đã ra sân. Tiền vệ thuộc biên chế Viettel dù có thể nhỏ bé nhưng mà cũng rất tích cực áp sát và gây áp lực lên các hậu vệ của đối phương. Anh đã có một bàn thắng nhờ tận dụng sai lầm của đối thủ. Sự xuất hiện của các cầu thủ trẻ đã đem đến làn gió mới tươi mát cho đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên thì cũng phải khách quan mà nói rằng đây chỉ là một trận giao hữu và lực lượng của Singapore không phải là mạnh nhất. Song tinh thần thi đấu của các cầu thủ, đặc biệt là những tấm gương mới, những gương mặt mới thì rất đáng là ghi nhận. Sự tự tin của các cầu thủ trẻ cho thấy họ đã trưởng thành như thế nào và một vài gương mặt hoàn toàn có thể trở thành một mối đe dọa cho các đàn anh cùng vị trí. Khi cuộc đua cạnh tranh đang trở nên gay gắt hơn, thì chắc chắn người vui mừng nhất đó chính là ông Park, bởi ông đang có trong tay một lực lượng hùng hậu và mỗi cầu thủ thì đều phải có ý thức nỗ lực hết mình để giành được suất đá chính. Những chiến binh sao vàng sẽ còn khó lường hơn nữa trong tương lai.